Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời của Thiên Chúa và đem ra thực hành." Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 25 mùa thường niên. Lời Chúa kể lại cho chúng ta câu chuyện, đó là mẹ và anh em của Chúa Giêsu đến gặp Chúa Giêsu nhưng không thể nào gặp được vì lý do là dân chúng đã đứng xung quanh quá đông, cho nên không có thể len vào để gặp người được. Thế nhưng có người báo cho Chúa Giêsu biết là có mẹ và anh em của thầy đang muốn gặp thầy ở ngoài kia. Nhân dịp đó, Chúa Giêsu đã cho cả đám đông một bài học rất cụ thể. Bài học đó là Ngài nói: "Mẹ và anh em tôi chính là những người lắng nghe và lắng nghe lời của Thiên Chúa và đem ra thực hành." Vâng, xem ra câu nói này nếu chúng ta xét ở một góc độ nào đó thì có lẽ chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu có vẻ hơi bất hiếu với mẹ Maria. Thế nhưng chúng ta xét về toàn diện cuộc đời của Đức Maria thì quả thực mẹ là một người đã hoàn toàn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, luôn lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của mẹ. Ngay từ biến cố truyền tin và những biến cố khác trong cuộc đời của mẹ, mẹ luôn nhìn và đọc đó chính là thánh ý của Thiên Chúa, luôn suy niệm và sống cái lời của Chúa đó trong suốt cuộc đời của mẹ. Như vậy, có bài tin mừng ngày hôm nay không phải là Chúa Giêsu chê bôi hay là gạt bỏ sự hiện diện của mẹ Maria, nhưng Chúa Giêsu đẩy mạnh cho chúng ta thấy đó là về sự vâng phục, nghe lời và thực hành lời của Thiên Chúa. Và đồng thời, người cũng đưa cái chuyện đó ra để cho chúng ta cảm nhận thấy rằng là có một con người, một mẫu gương đã sống hoàn toàn theo thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã làm điều đó. Và để tất cả những ai lắng nghe và thực hành lời của Chúa, những ai luôn để cho lời của Chúa thấm nhiễm vào trong cuộc đời của mình, chính là những người thân của Chúa Giêsu. Chúng ta đi vào trong gia đình của Chúa Giêsu là mẹ và anh em của Chúa. Ngày nào đó chúng ta để cho lời của Chúa được thực hiện, ngày nào đó chúng ta để cho lời Chúa thấm nhiễm vào trong cuộc đời của mình, thì cũng có nghĩa là ngày đó chúng ta đã để cho cuộc đời của chúng ta được tháp nhập vào trong chính gia đình của Đức Giêsu. Và như trong tin mừng của Thánh Gioan, Chúa Giêsu cũng đã nói: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Hễ ai mà cành nào gắn liền với thân nho thì cái cành đó sẽ được sinh hoa trái." Vậy thì chúng ta được lắng nghe lời của Chúa, chúng ta để cho sự sống của Chúa đi vào trong sự sống của chúng ta, thì chúng ta đã được hòa nhập vào trong chính gia đình của Chúa Giêsu. Vậy thì thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay quá cụ thể cho chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy lắng nghe, hãy để cho lời Chúa được thực hiện. Bởi vì biết bao nhiêu tin tức, biết bao nhiêu những sự kiện trên thế giới này, nhưng cái điều quan trọng nhất, chúng ta có để cho lời của Chúa được thực hiện hay là để cho những thứ khác đang chi phối cuộc đời của mình. Đó chính là điều mà mỗi người chúng ta đặt mình trước mặt Chúa trong thế giới ngày hôm nay.
Amen.